Lúc ấy không thể nói hết, không thể nói hết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp. Được giảng, vô lượng thế giới ở mười phương là thuộc về y báo, không thể nói hết, không thể nói hết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát là chánh báo. Người là chánh báo, thế giới là y báo, đó gọi là y chánh nhị báo. Lúc ấy, nhĩ thời tức là đức thời, lúc bấy giờ. Đây tôi dùng năm thứ thời điểm để giảng vì có hết năm cách giải thích từ ngữ lúc ấy này. Một, lúc muốn nói dục thuyết thời, lúc đương nói chánh thuyết thời, lúc nói xong dĩ thuyết thời. Lúc ấy tức là chỉ cho thời điểm mà Phật bằng lòng thuyết pháp, muốn nói pháp. Lúc ấy lại là đúng ngay lúc Phật muốn thuyết thứ pháp về hiếu đạo, và lúc ấy cũng chính là khi Phật đã nói xong pháp hiếu đạo đó. Đây là cách giải thích thứ nhất về từ lúc ấy. Hai, lúc phá ngoại đạo. Những pháp mà hàng ngoại đạo nói thì không có quá khứ, cũng chẳng có hiện tại hoặc vị lai, mà chỉ nói một cách chung chung rất mơ hồ. Cho nên bây giờ đã đến lúc Phật thuyết thứ pháp có đủ ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai để đả phá ngoại đạo. Đây là ý nghĩa thứ hai của từ ngữ lúc ấy. Ba, lúc gieo hạt hạ trùng thời. Gieo hạt tức là vùi hạt giống xuống dưới đất. Có gieo hạt ta sẽ có lúc thu hoạch chín mùi. Sau khi chín mùi thì thế nào? Thì đến giải thoát thời, tức là lúc được giải thoát. Đây cũng là một hàm nghĩa của từ ngữ lúc ấy. Lúc gieo hạt cũng có nghĩa là lúc chưa trồng thiện căn, hoàn toàn không có cặt lành. Như trường học của ông lão nọ, ông vốn muốn xuất gia, nhưng khi các bậc A-la-hán quan sát thấy rằng trong 8 vạn đại kiếp ông ta không hề trồng được một mảy may thiện căn nào cả, bèn khước từ, không chịu thâu nạp ông ta vào hàng ngũ xuất gia. Có câu: mạc đạo xuất gia dùng dị đắc, gia nhân lũy thế trùng bồ đề. Chớ bảo xuất gia là chuyện dễ, ấy do nhiều kiếp trồng bồ đề. Vì vậy những người đời này hiện đã xuất gia, ắt hẳn trong 8 vạn kiếp về trước đã có gieo trồng thiện căn rồi, nên nay mới được như thế. Chớ nên cho rằng việc xuất gia là tùy tiện dễ dàng. Đối với những người đến nay vẫn chưa hề trồng căn lành, Phật dạy họ trồng thiện căn. Đối với những ai chưa biết niệm Phật thì Phật dạy họ niệm Phật. Chưa biết trì chú thì dạy họ trì chú, bởi đó cũng là trồng thiện căn, gieo hạt giống tốt lành. Đã gieo hạt, đã có trồng thiện căn rồi thì sẽ có sự nảy mầm tăng trưởng, và sau đó sẽ đến giai đoạn thành thục chín mùi. Như làm ruộng chẳng hạn, mùa xuân gieo mạ thì sang mùa thu gặt hái, tức là bước sang giai đoạn chín mùi. Tuy nhiên, nếu lúa chín rồi mà không kịp thời gặt hái để mãi ngoài đồng thì cũng chẳng có ích lợi gì. Thu hoạch được lúa thóc đem hoa lại về, đó gọi là đạt được sự giải thoát vậy. Đây là ngụ ý rằng những người chưa trồng thiện căn thì hãy chăm chỉ gieo trồng thiện căn, còn những người đã trồng thiện căn thì nên cố gắng tu hành xuất gia làm tăng ni. Làm tăng ni thuần thục rồi thì phải thành Phật, phải chứng quả vị. Chứng quả vị là được giải thoát. Thế nên quý vị nghe giảng kinh chớ nên nói rằng tôi nghe 2 lần rồi, không cần nghe thêm nữa. Quý vị nghe càng nhiều thì càng biết được nhiều vấn đề. Nếu không nghe nhiều thì kiến thức sẽ không tăng trưởng và không lãnh hội được tri thức của Phật học. 4. Thời điểm của chánh sư, vị thầy chân chánh. Muốn học Phật pháp thì cần phải có bậc thầy chân chánh, chánh sư với giáo pháp chân chánh, chánh giáo và sự học tập chân chánh, chánh học. Nếu quý vị không học tập một cách chân chánh nghiêm túc thì dù có gặp được chánh sư cũng chẳng ích lợi gì. Lại nữa, nếu quý vị gặp được chánh giáo và quý vị cũng có lòng muốn học đàng hoàng, chăm chỉ, nhưng không có một vị thầy chân chánh hiểu rõ Phật pháp hướng dẫn cho, thì quý vị cũng không học tập gì được. Cho nên lúc ấy cũng có nghĩa là thời điểm hội đủ chánh sư, chánh giáo, chánh học. Nằm lúc ấy là lúc Phật bằng lòng thuyết pháp, đồng thời cũng là lúc chúng sanh muốn nghe pháp. Sự nghe pháp và thuyết pháp xảy ra cùng một lúc, cơ duyên giáo hóa tương ưng, không cao không thấp, chẳng sâu chẳng cạn.
Phật thuyết pháp nào thì có chúng sanh thích hợp với giáo pháp đó đến nghe. Đây gọi là Phật muốn thuyết, chúng sanh muốn nghe, thích hợp với căn cơ mỗi người, không có sự cao thấp. Trên đây là năm ý nghĩa của từ ngữ lúc ấy, tóm lại trong bộ kinh này. Như vậy là tín thành tựu, tôi nghe là văn thành tựu, một thuở nọ là thời thành tựu, Phật là chủ thành tựu, cụ trời đao lợi là xứ thành tựu. Vì thánh mẫu mà thuyết pháp là chúng thành tựu. Tuy nói rằng Đức Phật vì Phật mẫu mà thuyết pháp, nhưng trên trời cũng có thiên chúng đến nghe. Ngoài ra còn có 6 người ở nhân gian lên trời dự pháp hội nữa. Riêng Đức Phật là đã có đến 1.250 vị đệ tử thường xuyên đi theo Ngài rồi. Như vậy nhân Đà La Gia, thiên chủ cõi trời Đao Lợi làm hộ pháp chủ, tức là trai chủ thỉnh pháp. Tuy nói Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp, nhưng thật ra cũng là thuyết pháp cho toàn thể đại chúng. Do đó câu này là tiêu biểu cho chúng thành tựu. Vậy trên đây là 6 loại lục chủng thành tựu. Lúc ấy không thể nói hết, không thể nói hết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát Mahatát. Không thể nói hết, tức là nói không xuể, kể không xiết, không có đủ ngôn từ để diễn đạt. Mahatát là bậc Đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát, là những chúng sanh có đạo tâm rộng lớn. Lúc bấy giờ có vô số kẻ chư Phật và chư Đại Bồ Tát đồng đạo đến không thể nói được là bao nhiêu, từ trong vô lượng thế giới ở mười phương tận cùng hư không và khắp pháp giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Quý vị xem, khi Phật thuyết kinh Địa Tạng, mười phương chư Phật và chư Đại Bồ Tát đều tề tựu lắng nghe. Thế thì hạng phàm phu chúng ta càng cần phải đến tụ họp để nghe pháp hơn nữa. Hiện nay chúng ta khai đàn giảng kinh Địa Tạng tại đạo tràng này, thì mười phương chư Phật và chư Bồ Tát cũng tựu về nơi đây. Nếu có Phật nhãn, quý vị sẽ thấy được vô lượng vô biên, không thể nào đếm xuể chư Phật và chư Đại Bồ Tát từ khắp mười phương đến đây để hộ trì pháp hội giảng kinh này. Kinh văn: Tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí huệ thần thông không thể nghĩ bàn. Lược giảng: Tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong mười phương đều đến cung trời Đao Lợi, và tất cả các ngài cùng tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tán là xưng tán, thán là thán thưởng. Tán thán có nghĩa là tấm tắc khen ngợi, hết lời ca tụng. Thích Ca Mâu Ni là tiếng Phạn, Thích Ca Mâu Ni là tên riêng. Thích Ca là họ và Mâu Ni là tên, còn Phật là tên chung. Tất cả Đức Phật đều được tôn xưng là Phật, nhưng mỗi Đức Phật đều có một danh hiệu riêng biệt, biệt danh. Thích Ca có nghĩa là năng nhân, hàm ý rằng Ngài có năng lực dùng đức nhân từ để phổ độ tất cả chúng sanh. Mâu Ni tức là tịch mặc, ngụ ý bất động. Tịch là tịch tĩnh, mặc là mặc nhiên. Tịch tĩnh, mặc nhiên chính là trạng thái tĩnh lặng, không có âm thanh, chẳng còn mùi vị. Trong Nho giáo có câu: Chí ư tĩnh, vô dĩ phục gia hề, vô thanh vô khiếu. Đến chỗ tột cùng của tĩnh lặng, không thêm được nữa, không âm thanh, chẳng mùi vị. Âm thanh không còn, mùi vị cũng hết. Đây chính là lúc con người đạt đến bản thể tịch nhiên bất động. Tịch nhiên bất động chính là định, năng nhân chính là huệ. Vì sao Phật có thể dùng lòng nhân từ để tế độ chúng sanh? Bởi vì Phật có trí huệ, năng nhân cũng có nghĩa là tỷ duyên. Tịch mặc cũng chính là bất biến. Đức Phật thì thường bất biến, song cũng luôn tùy duyên. Tuy luôn tùy duyên nhưng vẫn thường bất biến. Mặc dù ở trong định tịch nhiên bất động, Phật vẫn có thể cảm thông linh ứng. Cho nên nói nhất thiết chúng sanh, nhược can trùng tâm, Như Lai tất tri tất kiến. Mọi tâm tưởng của chúng sanh, Phật đều có thể thấy nghe và rõ biết. Mọi tâm tưởng của chúng sanh, bất luận nhiều hay ít, Phật đều có thể thấy nghe và hiểu rõ biết tất cả. Vì sao Phật có thể thấy biết tất cả? Chính là nhờ năng nhân tịch mặc. Bởi Đức Phật có thể năng nhân nên Ngài thấy rõ được tất cả, và nhờ có thể tịch mặc nên Phật thấu suốt hết mọi sự. Do đó quý vị đừng lầm tưởng rằng không ai hay biết những việc mình làm, bởi Phật có thể thấy biết tất cả. Chúng ta tu đạo, hễ trong lòng có một phần chân thành thì sẽ được một phần cảm ứng. Có 10 phần chân thành
thì sẽ được 10 phần cảm ứng. Nếu tâm quý vị có 100.000 vạn ức phần chân thành, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dù đang ở vị trí bổn giác tịch nhiên bất động cũng có thể cảm thông linh ứng mà giúp cho quý vị được tọa nguyện, khiến cho quý vị được sớm thành tựu đạo nghiệp. Trên đây là ý nghĩa của bốn chữ Thích Ca Mâu Ni. Phật là gọi tắt từ chữ Phật Đà Ra và vốn là tiếng Phạn. Vậy thì Phật là người như thế nào? Phật chính là một bậc đại giác ngộ. Phật có đủ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, bởi Ngài là tam giác viên mãn và đức đủ đầy nên được thành Phật. Cũng có thể nói tam giác, tức là thủy giác, bổn giác và cứu cánh giác. Ba loại giác ngộ này đều hoàn toàn viên mãn nên được thành Phật. Nếu chúng ta có thể y theo giáo pháp của Phật mà chân chánh tu hành, thì chúng ta cũng sẽ đạt được loại giác ngộ và quả vị này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tưởng dạy, nhất thiết chúng sanh giai kham tác Phật, tất cả chúng sanh đều có thể làm Phật. Vì sao hết thảy chúng sanh đều có thể thành Phật? Bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên chỉ cần chịu cố gắng nỗ lực tu hành thì chắc chắn tất cả chúng ta đều sẽ được thành Phật. Có thể ở trong đời ác ngũ trược, đời ác tức là một thế giới xấu xa nhất, ngũ trược tức là năm thứ ô trược dơ bẩn, đó là kiếp trược. Thời đại này hết sức ô uế bất tịnh, kiến trược, con người có những kiến giải hết sức tà vậy bất chánh, phiền não trược trong lòng con người, chất chứa hết đầy phiền não, như thế là bất tịnh. Chúng sanh trược, chúng sanh cũng bất tịnh, cũng không trong sạch, và mạng trược, thân mạng này của chúng ta cũng ô trược bất tịnh. Theo Kinh Lăng Nghiêm, nếu ta bỏ một nắm đất vào chậu nước trong thì công năng vốn có của đất và nước sẽ bị mất đi. Vậy công năng vốn có của đất, thổ là gì? Là lưu ngại, lưu giữ, ngăn ngại. Đất, thổ có tánh gây chướng ngại cho nên con người có thể đi lại trên đất. Nếu không có đất chúng ta sẽ bị rơi vào biển cả. Thời bên dưới đất, bởi bên dưới đất là nước, nước có thể cuốn trôi đất. Bên dưới nước là lửa, cho nên có lúc núi lửa bộc phát là do tác dụng của sự biến hóa. Nếu nói rằng bên dưới nước là lửa, vậy lửa này không bị nước dập tắt sao? Vì lửa cháy quá dữ dội nên nước không dập tắt nổi. Muốn hiểu thấu đạo lý này thì quý vị phải nghiên cứu Phật Pháp thâm sâu hơn nữa mới được. Kinh Lăng Nghiêm cũng có chép, thổ thất lưu ngại, thủy vong thanh khiết. Khi nước và đất trộn lẫn thì đất mất tánh lưu ngại, nước mất tánh thanh khiết. Bởi nước bị vẩn đục, mất đi sự thanh khiết cho nên gọi là trược. Gọi ngũ trược ác thế này ví như vũng bùn dơ bẩn, một hỗn hợp của nước và đất. Đây là một thế giới không thanh tịnh bởi có sự hiện hữu của năm thứ ô trược. Một kiếp trược, kiếp là danh từ chỉ thời gian thì ô trược. Bởi chúng ta không thể phân định một cách rõ ràng là khi nào, thời điểm nào. Trước kia có người hỏi tôi, thế nào gọi là thời gian? Thật ra không có cái gì gọi là thời gian, không thể nào định rõ được thời gian, đó là kiếp trược. Hai, kiến trược. Quý vị nghĩ xem chúng ta có thể phân biệt cái thấy của mình một cách rõ ràng không? Tất nhiên là không thể được. Chúng ta có thể phân ranh giới cho cái thấy của mỗi người hay không? Cũng không được. Bởi nếu quý vị nói rằng đây là cái thấy của quý vị, kia là cái thấy của tôi, thế thì quý vị lấy gì làm ranh giới để phân biệt giữa cái thấy của quý vị và cái thấy của riêng tôi? Chính vì cái thấy ấy là một hỗn hợp lộn xộn, không có ranh giới, không thể phân định rõ ràng nên gọi là kiến trược. Ba, phiền não trược. Mọi người đều có phiền não. Quý vị có phiền não, tôi cũng cần có phiền não. Phiền não của chúng ta trộn lẫn, xen lộn với nhau không cách nào phân định rõ được. Có người nói, tôi thừa biết rằng phiền não của tôi là của tôi, phiền não của thầy tức là của thầy, của ai cứ nấy. Nếu nói như thế thì tại sao quý vị lại có thể gây phiền não cho tôi được? Nếu quả thật phiền não là của tôi thì đáng lẽ không cần quý vị gây ra mới phải. Còn nếu đó đích thật là của quý vị thì tất nhiên cũng không cần tôi gây ra, không cần tôi làm cho quý vị sanh phiền não mới đúng chứ.
Như vậy, xét ra thì phiền não cũng không có ranh giới rõ rệt, cũng là một hỗn hợp ô trược bất tịnh. 4. Chúng sanh trược. Có những chúng sanh đời này mang thân người, xong biết đâu chừng đời sau lại phải đầu thai làm chó, làm mèo, làm chuột, làm côn trùng bò lung tung khắp nơi, không có gì là nhất định cả. Như thế thì làm sao quý vị có thể phân biệt một cách rõ ràng được? Chúng sanh với chúng sanh cùng nhau hợp tác để mở một đại công ty cũng không phân biệt nhau được rõ ràng. Trong đại công ty này, nếu không phải mình bị người ta đem bán, thì cũng là bị người ta, chúng ta bị mình đem bán.